Mà đây nó có cái chuyện cái này này, là mình đang học cái bài kinh kiếm nè, và tôi đó, thì tôi thưa với quý vị đó là tôi có nhiều trường hợp tôi thích xài tiếng Hán, nhưng mà có những cái trường hợp tôi thích xài tiếng Việt Nam hơn. Thí dụ như chỉ trong cái câu mà bông bướm mài vàng sao anh không hái cái gì, thì cái câu đó bông bướm nó hay hơn là cái hoa bướm mài vàng sao anh không hái. Cái gì được hợp nhỉ? Nó xài tiếng Việt Nam á, nó hay hơn là tiếng tiếng Hán. Hoa biến mà vàng nghe nó mới ở nhà quê, mà đúng là nhà quê là bông biến mà vàng sẽ không ngái. Nhưng mà trong cái bản tin này thì tôi thấy là tôi thích để tôi thấy tôi thích để cái phẩm vuông hơn. Cái còn cái phẩm kiếm thì nó cái kiếm mình bằng một mình thì nó cũng mơ hồ lắm, người ta diễn diễn người ta thôi. Giữa cái chuyện của mình ấy, nghĩa là có một vị trời đến thưa với Đức Phật cái điều tâm đắc của mình. Là như kiếm, như gương đã chạm da, như lửa cháy lên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia và hạ dục. Thì vị này đó là có một cái suy nghĩ về Phật Pháp như vậy đó. Sức trong chú giải chỉ nói đây là một vị trời vậy thôi, chứ không nói thân thế rõ ràng như thế này. Thì người này thưa với Đức Phật cái điều mình suy nghĩ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật thì nhìn thấy cái nội tâm của người này nghĩ cái gì này, nhìn thấy. Bây giờ trước hết mình phải nói trước là cái vị này xài cái chữ, xài cái hình ảnh mà như kiếm nó chạm da, như người chết đầu, là đây là một vị trời tinh tấn. Bây giờ tưởng tượng cái phản ứng tay chân, cái phản ứng tâm lý của mình khi mà bị ai đó kề gươm sát người đó, thì mình nói làm sao? Giờ nó không còn, mình không còn nghĩ tới cái gì mà nó ngoài cái chuyện sống chết hết, hoặc là cái lửa nó cháy trong tóc của mình. Thì tôi khi mình tôi nhớ, tại tôi hiện giờ mỗi một cái bài kinh thì cái việc thứ nhất ấy, là tôi dịch để mai này in, tức là tôi thu gọn nội dung kinh xong rồi tôi mới chú thích chữ khó để mai mốt in. Cái việc thứ hai là mỗi sáng tôi gọi đây tôi giảng bài kinh đó. Vậy thì ở trong cái bản dịch để in á, thì tôi không có để là không kiếm, mà tôi để là phẩm thanh kiếm hoặc là thanh gươm, lưỡi gươm hoặc là thanh kiếm, tôi không có để là chữ kiếm không. Điều thứ hai nữa là tôi không có để là lửa cháy trên đầu, mà tôi để là lửa cháy trên tóc. Là tại vì tiếng Việt Nam mình á, cái chữ trên đầu nó có tới hai nghĩa. Thứ nhất, trên đầu nghĩa là nó có chạm vào cái da đầu của mình thì gọi là trên đầu. Nhưng mà trên đầu đây cũng có thể là nó bắt mối gì tới cơ thể mình hết. Chẳng hạn đi, các vị có còn nghe cái câu, có nghe cái câu mà trên đầu, tôi có cái câu là trên đầu ba tấc, trên đầu cái chữ quan trọng nhất thì đánh cái máy này. Tôi phải nói gặp tôi la luyện dùng rác lâu lắm rồi, tôi thấy cái máy nó hư rồi cứ giữ hoài. Trên đầu ba tấc có thần linh. Cái máy này tôi đang xài mượn người ta, cái máy tôi nó tốt cực kỳ. Trên đầu ba tấc có thần linh có nghĩa là mình thấy đó là cái chữ trên đầu nên nó không có đụng chạm mình tới mình hết trơn á, nó không có đụng chạm chạm gì mình hết. Cho nên tôi thấy kiểu mình như lửa cháy trên đầu nó thì đúng, dùng chữ đó không sai, nhưng mà đối với tôi khó tánh lắm. Tôi thấy cái chữ trên đầu nó mơ hồ lắm. Tôi mà để là trên tóc thì đúng hơn, cái mắt thay kia mà mắt thay kia trên tóc, chứ còn trên đầu thì nhiều khi nó mắc mới gì tới mình hết á, gọi là trên đầu. Đến hôm nay bay trên đầu và nắng trên cao. Ok, cho nên là ở đây đó là cái theo cái vị này đề nghị thì cái tâm lý tu hành của một người xuất gia đó, nó phải rốt ráo, nó phải thiết tha, nó phải da diết, nó phải gắn bó, nó phải khắn khích đến mức giống như là một cái người mà bị gươm kề hông hay là bị lửa cháy trong tóc. Bởi vì sao? Rồi mình thấy rõ ràng khỏe đó, mạnh đó, bệnh đó, đau đớn đó. Mới ngày trưa hôm qua tôi gặp được một người quen cũ, một người quen cũ ở bên Đức, 15 năm về trước. Đó là một người cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai, và cái cô vợ đó
thì coi như là đi theo chồng như một cái bóng bé nhỏ và trông đợi cái sự che chở. Hai người này đều là người Đức, họ đều có về Việt Nam, và hôm nay gặp lại thì mọi thứ nó ngược lại hết. Thì ngày xưa ông chồng là cái bóng trùng quân trượng phu cho vợ, người nương tựa, cô vợ thì bé bỏng, trông đợi cái sự chăm sóc và sự chở che của chồng. Hôm nay thì cô vợ chăm sóc chồng bằng cái cách của một người mẹ, và người chồng hôm nay thì trông đợi ở người vợ một sự lưu ý quan tâm, vì ông trải qua một cái cơn tai biến, bị sau đó thì ông khôi phục được coi như khá 60%, vì cái đi đứng là không được bình thường, nhưng mà ăn uống rồi sinh hoạt vui vẻ mỹ nhưng mà nó chỉ mỹ là cái tâm trạng của ông thì làm sao mà không bị ảnh hưởng được, phải bị tổn thương rất nhiều. Thì tôi nhìn, tôi nhớ là con người mà tôi gặp năm 1993 tại Đà Nẵng, thì từ năm 93 mà tới năm nay là năm 2014, thì trong chừng đó năm thì tôi ốm yếu thiệt, nhưng mà tôi vẫn là tôi của thời nào nè. Còn ổng thì tôi đi nhìn ổng tôi nản quá, cho nên tôi kinh với nó là như vuông đã chạm ra như lửa cháy trên đầu, là ở trên tóc là như vậy đó. Nghĩa là mình không biết lúc nào là lúc nào hết. Một cái người cao 1 mét thì các ông này chắc không dưới 185 đâu, không dưới. Chụp hình đứng dưới mình ổng là mình thấy mình nhục, mà thấy mình nhục. Mà coi như là bây giờ nhìn có ai mà tưởng tượng một người đàn ông 1m85 mà ngồi mà trông đợi cái sự chăm sóc của bà xã nhỏ hơn mình đấy. Mà coi như bà cho ông đòi ăn luôn, ông thích ăn ngọt thì bà lườm cái, rồi bà đợi ông muốn uống nước ngọt là bà lườm cái, ví dụ vậy. Như em bé rồi đó, thì mình thấy đời sống mình nó mong manh lắm. Nhưng mà cái chuyện cái quan trọng ở đây là cái gì, cái quan trọng ở đây đó là bà con làm ơn nhìn thấy giùm tôi. Mình thấy mình tôi cái chữ là các vị trời thì nói là tỷ kheo hãy chấp niệm xuất gia bỏ ái dục. Đấy, cái chữ bỏ ái dục đúng không? Cái chữ bỏ ái dục ở đây đó, cái chữ bỏ ái dục ở đây là gọi của đây, đúng rồi, Kamaraga, đúng rồi, chữ Kamaraga, đúng rồi, cảm ơn Kamaraga. Ở trong chú giải có nói như thế này, là Đức Phật thấy được cái tâm tư vị này, cho nên ngài nhắc lại, ngài xác định đúng rồi, người nói đúng rồi, nhưng mà phải sửa cái lại, phải sửa cái chữ ái dục thành ra là cái chữ thành kiến. Là vì sao? Là vì các vị nhìn thấy đó, đúng ra đây không phải là ái dục mà đây là dục ái nha, bà con nhìn kỹ giùm tôi nha. Cái chữ Việt ở trong ở chữ Pali ấy, chữ ca nó ra cái là nó dịch là dục ái. Bởi vì cái chữ ái dục ấy, nó rất có thể là nó cái nghĩa nghĩa chữ ái dục ấy. Đây cái chữ thành ra là ái dục. Thì có thể đó là nó bao trùm tất cả các thang máy cao thấp thô tế, nhưng mà riêng cái chữ dục ái đó mà ông để ông dùng nó chỉ nghĩa nó nghèo lắm. Theo ông này đó thì dục ái này đó là một trong ba ái thôi. Đẹp. Cái ái thứ nhất là thích trong năm tình cảnh như mình bây giờ đó, thích ăn ngon, thích nhìn cái đẹp, nhìn cái nào hay cái nào ngon, thích những cái nào mà mình dễ đó. Trong năm trần thì gọi là dục ái. Nhưng mà thêm một cái chuyện quan trọng nữa là trong kinh nói đó, mình có nhiều cái cách cho mình đối phó phiền não. Cái cách thứ nhất ấy, gọi là ta đồng nhé, đau đầu chữa đó không tận gốc. Cái cách thứ hai đấy gọi là ba quý dùm tôi nhé. Cách thứ hai đấy gọi là cách quyết khâm phân ác, có nghĩa là trấn áp dài hạn, trấn áp dài hạn
Ba thiền định. Nãy giờ tôi giảng cái gì đó nghe, bây giờ tự nhiên có một cái người gọi là người ta đã ngồi, người ta đã cắm đầu, người ta giải thích rồi dục ái là cái gì, rồi ái dục là cái gì, vậy mà có một cái kẻ chen vô mà hỏi cái nhân vật khoái đản nào, tức là bất tri mãi bất tri mai này, tức là nãy giờ không biết mình ngủ gục hay là đi đâu mình không biết, mà tự nhiên cắm cái đầu vô mà hỏi thì tôi không tưởng tượng được nha. Người ta đang giảng tới nước đó rồi mà không có hiểu, mà tôi đang giảng đây này, kỳ lạ thì quẩn gì đâu, mấy người chúng nó lạ quá. Ok. Đau đâu chữa đó. Rồi cách thứ ba đó gọi là samuchê đó, tức là cắt đứt bạn bằng thánh đạo. Cắt đứt bằng thánh đạo. Rồi cái thứ tư á gọi là tức là sự lắng yên của thánh quả. Rồi cái thứ năm á là chỉ cho niết bàn. Chỉ cho niết bàn đấy, tức là đối với điện não mình có năm hướng. Mình có năm hướng, năm hướng hiểu biết. Một đó là tá đăng giá là sao, tá đăng giá đó này, cái mấy cái người này từ ái dục đó, nó mất nó u mê. Ok, đã chú thích đến mức đó rồi mà không có chịu coi, giảng không chịu nghe, không biết cái người đó là người nào mà mình không thể nào mà mình im lặng được. Ok, thì bây giờ nó có tất cả là nó là năm cái cách đối phó. Thứ nhất á, gọi là tâm đăng giá, là nghĩa là sao, ví dụ như bây giờ mình có tâm sân á, thì mình niệm từ tâm, mình có cái lòng mà tham muốn trong cái vị ngon đó, thì mình niệm bất tịnh, ví dụ như vậy. Đang ăn ngon mà mình thấy nó tham đó, mình quán bất tịnh, ví dụ vậy. Rồi mình thắc mắc cái gì đó mình hỏi han, thì trong trường hợp đó nó được gọi là tá băng nhé. Cái này là cách từ tạm thời, đối phó tạm thời, đau đâu chỗ đó không được lắm. Thì cách thứ hai, mấy người này nói họ tại sao họ còn sống được hay chứ, nó có cách thứ hai là cách quyết không phá nát, là cách trấn áp dài hạn bởi thiền định, đó là quyết không phá nát. Rồi cách thứ ba đó gọi là cái cách gọi là samuchê đó, gọi là cái cách mà cắt đứt bằng thánh đạo. Rồi cái cách thứ tư đó gọi là patipassati, chữ sắp. Cái chữ sắp thí mình không có làm, mình không có gặp kê cái chữ ai nha, cái này quẩn dữ, là yếu thúc này quẩn dữ, patipassati này nếu mình không gặp nghe trên đầu nó nha. Thì coi như là khi mà Đức Phật thì nghe cái vị trời đọc cái bài kệ đó này hiểu cái câu mà xuất gia trừ cái gì đó, xuất gia bỏ ái dục gì đó, có phải không? À, xuất gia bỏ ái dục, thì cái biết cái ý vị này đó là biết ý này, biết ý vị này muốn nói đến sự trấn áp. Chuyện trở ngại thì cái máy này thì đi, cái máy này là tự nó là cái máy này là tự nó khùng, nó giữ cái máy này thôi. Đấy, dục ái hả bằng thiền định đó. Ngày khi mình nghe vì mình nói mình biết vì mình muốn nói sự trấn áp thì mình thì ngày mới sửa lại, ngày nói không hễ mình sợ á, mình sợ sinh tử thì mình không có trấn áp mình chỉ chơi như vậy được, mà mình phải làm một cái gì đó cho nó tối nay nó giống hơn. Chứ còn cái kiểu mà tu thiền để mình cho bớt cái dục ái thì coi như là không có
không có tới đâu hết trơn, cho nên ngày mới sửa lên là thân kiến. Đấy, ngày mới sửa lên là thân kiến. Đấy, thân kiến là sao? Các vị nhớ cái năm dục ái đó, năm cái dục ái đó có thể đối phó bằng thiền định. Riêng thân kiến thì chỉ có thể đối phó hữu hiệu. Bạn bằng cái gì? Bằng thấm trí sơ đạo tu đùa đó, cái ý nghĩa là chỗ đó. Thay vì đó, thay vì được trấn áp dục ái bằng thiền định thì hãy dùng cái tối thiểu là cái thánh trí mà đối phó với cái thân kiến. Mà cái thân kiến mà nó quan trọng lắm, nó quan trọng đến mức mà mình có thể nói là toàn bộ cái dụng lương hồi của mình nó được vận hành, thúc đẩy, tác động, nuôi dưỡng bằng cái sự thúc đẩy của, bằng cái sức mạnh của thân kiến. Thân kiến mà cho rằng là cái thân tâm này, danh sắc này, năm quẩn này là của tôi, là tôi đó, cái vấn đề thân kiến là cho rằng năm quẩn này là tôi. Cũng hết cái máy này ở đây mình không tưởng tượng được là tôi, của tôi cũng hết rồi. Ủa phải mà nó cũng ăn cũng biết. Thân kiến là cho rằng năm quỷ này là tôi, của tôi. Đấy. Mà để đối phó với thân kiến thì chỉ có một cách thôi, đó là tu sơ đạo. Bởi vì cái kiến tu đồ quần là bỏ đi, mình nhớ có 10 viên đạo sẵn này ôm luôn với bà con. Ấm máu cái này tôi thấy vui rồi. Mười phiền não gồm thân mà thôi, không mà ôm lại là ai động hoài nghi giới cấm thủ ba thứ mười phải do trí sơ đạo đoạn trừ, không nó buồn rồi nhớ đó. Đây nãy giờ tôi có nói với thiền định, thiền định luôn, bà con có nhớ thiền định là cái gì không? Khi như nói mình đối phó trấn áp bằng thiền định thì sẵn đây tôi nói luôn, tôi nghe cho nó một chút. Chắc tôi đang giảng cái bài kinh Địa Thanh Gươm đó, mà tôi ngưng lại để mà tôi giảng như thế này. Thứ nhất cái thiền định trong Phật giáo mình, Phật giáo Nam Tông đó, cái chữ thiền nó xài mà là tầm linh thoải mái, là muốn làm sao xài cũng được, muốn xài sao cũng được. Như bên cái này bên Phật giáo Bắc Đại thừa nó thoải mái, ví dụ như mà uống trà uống ngựa là trà thiền, uống một cách mà đặc biệt trầm lặng im lặng giản dị gì đó là trà thiền. Rồi nên mua kiếm cũng thiền, chân hoa cũng thiền, làm tùm lum hết rồi cuối cùng tôi nhất cái thiền gọi là cái gì. Chứ bên Nam Tông này thiền nó rõ ràng lắm. Cái thứ nhất gọi là a râm ma nu, tức là tập trung vào một trong 40 đề mục để
tâm. Thằng này nó quá đánh nó ăn kỳ đó. Rồi đó gọi là thiện chí, đó gọi là thiền chỉ, tiếng Pali gọi là samatha. À, samatha đại à, samatha à, thiền này nè dẫn đến ba cái tác dụng. Đấy. Một á nếu đắc tối thiểu tự sơ thiền trở lên á và đến chết vẫn còn giữ được cái tâm thiền đó thì đương sự sẽ sinh về cõi phạm thiên tương ứng. Tương ứng là sao? Có nghĩa là tầng thiền nào thì sanh cõi làm thiên ấy. Chứ phải bây giờ mình có một cái người thư ký mà tôi lẹ đó, thì tôi đỡ cực cái thằng già. Tôi biết có ai mà ngồi dán mà vừa mình gõ một cái máy thì tôi nói trời ơi kệ nó lại quắc kệ bằng vốn mà tôi cũng quên. Đấy, cái lẽ tôi biết của thiền chỉ là gì, đúng không ạ? Coi như là thứ nhất là muốn mình đắc được sơ thiền thì mình chết thì sanh được về phạm thiên. Thứ hai đó là mình được hiện tại lạc trú. Đó có nghĩa là cái người đắc thiền ấy, có thể an trú, có thể nhập thiền, có thể nhập định đi, có thể nhập định trong nhiều ngày không cần ăn uống tiểu tiện không biết đau nhức nóng lạnh là gì. Đó, cái ngon người nó gọi là hiện tại lạc trú, cũng như là nếu mà dịch theo cái kiểu mà đơn giản là sung sướng như trước mắt, sướng như trước mắt. Nên là thay vì sợ nóng, sợ lạnh, sợ ồn, sợ bụi, sợ ô nhiễm mà cái mình nhập vô một cái là mất tiêu, mất tiêu nghĩa là mình không còn biết gì hết, mình hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn an lạc. Rồi cái thứ ba nữa đó, là cái sự thứ ba nghe, sự định tâm này nè sẽ là nền tảng hỗ trợ cho cái trí tuệ quan sát nhận thức về bản chất của vạn hữu có nghĩa là lúc này thiền chỉ samatha sẽ hỗ trợ quán tứ niệm xứ. Đó này, sự định tâm này sẽ là nền tảng hỗ trợ cho trí tuệ quan sát, trí tuệ nhận thức về bản chất của bạn hữu. Có nghĩa là lúc này thiền chỉ sẽ hỗ trợ thiền quán. Đó, cái ba lệch đó đó, nó ba lệch đó. Thiền điểm thứ hai trong năm trong nguyên điểm Bali nó, thứ nhất là cái Aramanu nãy mình mới mới vừa học đó, không?
Adam nó ngu quá. Cái Adam nó ngu của Nichana, rồi cái thứ hai đó là lắc cái ngu của Nichana. Mà tôi muốn trong rung mình đó, nó bắt buộc phải học thuộc lòng hai cái thiền này nha. Tức là cái thiền này nó tập trung ở trong cái chuyện quan sát. Quan sát tam tướng trong năm uẩn. Đấy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó mình nhìn nó đâu mình cũng nhìn cái khía cạnh tam tướng hết. Thì phải nói một chuyện là mấy cái thứ mình là Phật tử mà bá vơ á, tôi phải xài cái Phật tử mà tôi bá vơ á, cái thứ mà coi như mê tín dị đoan á, mình vô chùa mình đi mình xin xăm đó mình không nói. Chứ nếu mà cái người đi cầu đạo giải thoát á, mà họ được học cái này nè, nó tốt cho họ ghê lắm. Bởi vì thật sự cái cốt lõi Phật pháp nằm ở chỗ này nha. Thì khi mình nói cái cốt lõi đạo Phật đó chính là mình quan sát, cái ba tướng trong năm uẩn là sao. Thật ra toàn bộ thế giới này nó là một cái dòng chảy đại, nó là một cái dòng chảy, tức là mọi thứ nó vô duyên mà có rồi nó cũng vô duyên mà mất đại. Và cái này cái sau nó thừa tiếp cái trước, nó kế tục cái trước đại, liên tục như vậy. Và chính mấy người cộng sản đó, đấy, những người cộng sản mà học triết học Bác Lenin ấy, duy vật biện chứng, những người cộng sản mà cái nó cộng sản đàng hoàng, nó cộng sản mà cà chớn cũng nói, chứ người dốt cũng nói, cái cộng sản có ăn học đàng hoàng, học về triết học Bác Lenin, họ cũng phải nhìn nhận trong cái phạm trù căn bản của biện chứng, duy vật biện chứng, trong đó nó có một cái phạm trù gọi là phủ nhận. Có nghĩa là cái trước cái sau mà nó muốn xuất hiện thì nó phải xuất hiện bằng cách là nó phủ nhận cái trước. Không biết cái gì có biết cái đó không? Sáu cái phạm trù của nghiệp biện chứng thì trong đó có cái phạm trù gọi là phủ nhận, cũng như là cái sau nó muốn xuất hiện thì cái trước nó mất đi đại. Thì mình thấy rõ ràng đó là ngay cả một cái học thuyết trời ơi đất hỡi họ cũng phải chấp nhận cái chuyện đó, cái tâm trước là vậy đó. Có nghĩa là cái sau nó thừa tiếp cái trước và đồng thời nó cũng phải phủ nhận cái trước đại. Thì mình quan sát thế giới này là quan sát như vậy đó, thì mình mới bỏ được cái lòng tham và ghét, thương thích, ghét sạc. Đấy, mình mới quan sát nó như vậy đó. Tức là mình luôn luôn ghi nhận rằng mọi thứ nó là một dòng chảy. Thì cái A nó vô nhân vô duyên mà nó có mặt, rồi nó vô nhân vô duyên thích hợp mà nó biến mất, để nó nhường chỗ cho cái B. Cái B nó đủ nhân đủ duyên thì nó có mặt, rồi nó đủ nhân đủ duyên thì nó biến mất, nó nhường chỗ cho cái C. Cứ như vậy đó này. Thì cái sự quan sát này được gọi là thiền quán Vipassana nha. Các vị được nghe rõ không? Các vị được nghe rõ không? Này, cho nên ấy, là cảm ơn. Cho nên sẵn hôm nay ấy, thì từ nãy giờ tôi cứ nói là trấn áp nha, trấn áp dục ái bằng thiền định. Mình cứ nói xong rồi trực nghiệp út mà cái đám này họ biết cái thiền định là cái gì không. Đấy, thì thiền có hai loại. Thiền thứ nhất là chỉ có tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó, tôi nhìn niệm đắc 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 nương 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 niệm mười hai chừng nào mình nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy đất không, nhìn đâu cũng thấy đất, thì lúc đó đó là mình có khả năng mình đi trên hư không. Đấy, còn mình niệm được một bước, mình niệm dĩ nhiên từ đây tôi chỉ nói rất là vắn tắt thôi nha, chứ đừng có tưởng tượng một cái lời bán động nha. Tôi chỉ nói vắn tắt thôi, thì mình lại rồi mình niệm được một nước, mình niệm được một nước mà nó mình có thể động thổ, mình coi mặt đất mình niệm được nước vậy đấy. Rồi cái thứ ví dụ mình niệm được một hư không, có nghĩa mình niệm khoảng trống, mình niệm được một lúc mà nó thì vách nhà hay là núi mình đi xuyên qua không sao hết đấy. Rồi mình niệm về gió là coi như mình có khả năng mình tạo ra gió. À, mình tạo ra do mình tạo ra bất cứ một cái sự di động hay là lay lắc nào cũng được hết, ví dụ như vậy. Thì cái khả năng đó được gọi là thiền chỉ. Nhưng mà riêng thiền quán ấy, thì nó không chú trọng cái chuyện tập trung tư tưởng ghi vốn như vậy. Nhưng có một điều, nếu một người mà có đắc thiền định ấy,
thì tu thiền quán nó sẽ dễ hơn cái người không có tu là 350 ngàn tỷ lần. Phải nói như vậy. Cái người mà có tu tập thiền chỉ mà ngon lành chỉ ngồi tu thiền quán mà có quan sát nhìn ngắm quán chiếu cái sự vô thường của danh sắc thì nó dễ hơn người kia không biết bao nhiêu lần nha. Thì ra xong rồi đó, thì Phật giáo thì năm tông đó, thì thiền chỉ có nói ngang cái đó thôi, nó rõ chứ không có mày nói ví dụ mà thiền chung 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 tự nhiên cái buồn đời cái cạo đầu cái rủ năm đứa chén đời cái làm nhóm rồi cái kiếm cái chỗ nào nó làm nhà tre vách lá rồi bắt đầu cuối tuần để mang về uống trà rồi ngâm thơ thổi sáo rồi gọi là sống lớp sống thiền. Lâu lâu lận thêm nói đồ ăn uống rồi tới rồi cắm trại rồi cũng thiền. Thì cái đó không đúng, cái đó không xài được. Cái nào không rõ ràng thiền thì là buông hết, buông như có nghĩa là không phải là mình đang mình dung, mà buông như cái lòng mình là nó nguội lạnh. Thí dụ như mình cũng phải đi tắm rửa, vẫn phải mặc áo quần, vẫn phải đeo đồng hồ, nhưng mà chả đủ nha, cần và đủ. Không biết nói hiểu không? Khổ thôi. Cái gì đi nữa cũng vẫn mức cần và đủ thôi. Ok. Bây giờ tôi quay trở lại cái người bị não cho nên bà con quên, thì được gọi là phàm phu, nó gồm có người bị não. Rồi mình muốn là thánh ấy, muốn chấm dứt luân hồi mình phải mình đi từng bước. Thì cái người bị não đó từng bước nó được giải quyết như thế này, có tất cả là bốn tầng thánh. Thì cái tầng thánh đầu tiên ấy, sơ đạo ấy, thì trừ được ba cái phiền não đầu tiên. Cái này quan trọng lắm, cái này cũng gọi là cái phải nhớ này nha. Và ở tôi nói với quý vị phải nhớ cái bài về bốn cái vô minh á, rồi không biết mọi người ngữ là khổ đó là thuộc lòng đó, rồi từ bốn vô minh này cũng chuyển đến ba hành, cái đó là thuộc lòng. Bữa nay cũng phải học thuộc lòng cái này. Sơ đạo nó trừ được ba phiền não đầu tiên là thân kiến đấy, hoài nghi đấy, giới cấm thủ không thuộc lòng cái này đó ha. Thì cứ đi học đạo hoài mới cứ quên, rồi thắc mắc rồi than tại sao mà cái căn cơ của tôi nó thấp kém, trời đất ơi nó kém cái gì, bản cũng dương không thuộc rồi đòi đi làm toán rồi nói bây giờ sao tôi ngu quá, đỡ má tôi cho tôi uống nước cống làm sao mà sao tôi ngu quá, má không học thuộc bản cũng dương chứ mình đâu phải là mình uống nước cống nha. Nhưng vì mình không có học thuộc bản ngũ chương nên làm toán nó khó vô cùng. Thì đây là những bản ngũ chương nha, làm bao nhớ gì thì tôi định nghĩa cho kỹ, mà tôi định nghĩa một lần thôi chứ tôi đã ớn lắm rồi nha. Cái thân kiến là cho rằng cái tấm thân này, cái thân và tâm này, cái phần hồn và xác này, này cái phần hồn và xác này, này là tôi, này là của tôi, ai mà đụng tới nó là đụng tới tôi, làm tổn thương tôi là xúc phạm tôi đấy, thì cái đó gọi là thần kiến. Cái thứ hai là hoài nghi, là hoang mang nghi hoặc, không biết ai mà quyết dùng mới dùng chứ không thôi rồi cái đám những quên nữa. Ồ. Cái hoài nghi là hoang, không biết tôi thật ra là cái giống gì, cái bản chất của tôi là làm sao, ở đâu tôi tới và tôi sẽ về đâu, rồi trước mắt tôi phải làm gì, chứ tôi thấy được cuộc đời nó vô nghĩa quá, quá sức vô nghĩa luôn nha. Tôi không biết tôi sống đời để làm cái gì, biết đi đâu về đâu gặp ai đấy. Cho nên cái nghi hoặc ở đây là tôi không biết tôi là gì là ai nha. Từ đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu đấy, và tôi phải làm gì. Thì đó gọi là quan mang nghi hoặc, mà ghi rõ là quan mang cái gì chứ rồi mình ghi như vậy đó thì nó cũng mơ hồ. Chứ bây giờ một vị thánh người ta đi đứng trước một ngã ba người ta vẫn có thể quan mang như vậy, nhưng mà cái quan mang thì nha, mà cái bài ghi là phải liên hệ đến cái gì mà nó thâm thiết, nó cốt chỉ, nó liên quan đến vấn đề mà sanh tử sống chết kìa. Chứ còn cái bài ghi mà cái kiểu mà trời đất thở thì như mình không biết cái là tiền thiệt cái tiền giả, cái này không biết đầu tàu hay là đầu Trung Quốc, thí dụ như vậy thì cái đó không biết kể ngoài nghi nha. Nói là
hoài nghi những cái khi nào mà hoài nghi cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của mình ấy, thì cái đó là gọi là cái siêu hoài nghi nha. Hoài nghi là chỉ quan nghi, không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu và tôi phải làm gì. Đây rồi, cái giới cấm thủ là cái sự chấp trì ôm chặt những cái giáo điều, những cái tín điều nằm ngoài Bát Chánh Đạo để hướng tới một cái cánh không phải là Niết Bàn. Đó là giới cấm thủ. Cái gì nghe kịp đây? Đây các vị nghe kịp không? Thì từ lâu các vị đọc sách ấy, đấy, các vị đọc sách thì các vị thấy trong kinh ấy, định nghĩa nó hoài nghi ấy, là thắc mắc về Tam Bảo, thắc mắc về lý duyên khởi, không? Nhưng mà tại sao mà tôi là gì sư giúp mình? Mà từ đầu lớp học tới bây giờ tôi không hề nhắc đến những cái này luôn. Các vị có để ý cái đó không? Đúng là một cái người sơ cơ đọc kinh ấy, xem kinh thì thế nào cũng thấy là trong đó là siêu quầy nghi với là thắc mắc về Phật pháp tăng, nhưng mà tôi thì không, tôi không hề nhắc gì đến những gì đó hết. Tại sao vậy? Là bởi vì trong lớp này tôi có ngờ một chuyện, mình có những người không phải là Phật tử mà tới họ chỉ học đạo tìm hiểu, thì trong trường hợp đó tại sao mà mình phải đem những cái vấn đề nó quá sức chuyên môn ra làm chi? Đấy. Thật ra đó, khi mình thắc mắc tôi là ai, tôi từ đâu tới, tôi sẽ đi về đâu, tôi làm gì, với một người có học giáo lý đàng hoàng, có học giáo lý đầy đủ, khi một cái người hiểu Phật là gì, lời Phật dạy là gì, cái đề nghị của Phật cho mình trên con đường tu học là gì, tôi phải ôm lại. Thì trong trường hợp đó mình sẽ không còn thắc mắc cái này nữa. Khi hiểu được sao gọi là Phật, rồi ngài dạy gì, thì sẽ không còn những nghi hoặc trên. Đó, nhưng tại vì tôi tránh, bởi vì khi mình hiểu Phật là gì, Phật dạy cái gì, thì mình sẽ không còn như vậy nữa. Mà tại vì tôi muốn tránh cho những cái gọi là tránh một cái mặc cảm, tránh cái sốc cho những người mới tìm đạo. Bởi vì bản thân tôi, cái người biết bản thân tôi rất là nể với linh mục, mấy cha mình cơ đốc nể lắm, mấy cha là coi như tôi đào tạo tới nơi tới chốn về nhiều lĩnh vực, cái như là về triết học, rồi văn chương, rồi nghệ thuật, rồi xã hội, rồi tùm lum tà la hết. Nhưng mà có một điều mà mấy cha làm cho tôi bị sốc, nhưng mà tôi không có trách nha, tôi không có trách, tôi vào trong vô thất gì nó dai dẳng nữa nhưng mà tôi không có trách, tôi chỉ không có thích thôi. Đó là cha nào cha nấy mà mở miệng ra là cái lúc nào cũng nhắc tới Chúa, cũng là cái phúc như nhân loại. Là bây giờ nếu mà đi hoàng đạo, mà hoàng đạo kiểu đó thì nó sẽ hạn chế nhiều lắm. Nếu mà Thiên Chúa đó mà không có sử dụng những cái thủ thuật mà dụng khí quần chúng đó, thì cái khả năng mà thí dụ như họ hoạt động xã hội mạnh, nếu mà không dùng những thủ thuật đó thì cái giáo lý họ không có khả năng cứu hút quần chúng. Thứ nhất là cái tâm với bữa nó mâu thuẫn, nó chống trái lẫn nhau. Thứ hai là cái nó nhiều sâu, bởi vì do mấy nhà thần học họ diễn cái đâu thì giáo dân biết cái đó thôi, mà rất là nhiều, họ nói rất là nhiều. Và cái mà tôi kỵ đó là mấy cha mở miệng ra cái gì Chúa hết, cho nên Chúa nói này, cho nên Chúa nói cái kia. Khi mà mình ghét người ta thì tôi phải né, tôi phải né, và tôi nghĩ những người đi tìm hiểu Phật pháp mà chưa gì hết mà nghe kể là có thần thông, rồi Phật bay, rồi Phật hào quang, rồi tùm lum tà la, tôi nghĩ khó chịu lắm nha. Chứ mình một tuổi mà quỳ mà lại em sư tôi còn khó chịu mà, bởi vì tôi không muốn người khác ở vị xấu ông sư của tôi, tôi không muốn người khác họ coi thường Phật tử của tôi, mà tôi muốn họ thấy rằng Phật giáo rất là minh chứng,
có một cái hệ thống giáo lý rất là đáng để học hỏi đấy. Chứ còn như lễ mễ đó, đó thì mình đóng cửa mình xử với nhau ở trong nhà nha. Bây giờ mình khoái đến lễ quá thì thầy trò dắt nhau vô đóng cửa lên đó giờ lại đã đi con đấy. Chứ còn ngoài đám đông thì mình hạn chế. Thì cái đi giảng cũng vậy, tôi cố tránh thì nói tới Phật mà trong cái cách nhắc mà mang cái tính cách nội bộ đó, mang cái cách mà tôn giáo đó tôi không có nhắc. Thì nói đến sư vị nghi đó thì tôi thay vì tôi nói đến tam bảo tôi không nói, mà tôi chỉ nói là mình thắc mắc tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi xuất mắt tôi phải làm gì. Ok rồi, bây giờ các vị như thế mà dưới thấm thủ là sự chấp trì một giáo điều nằm giáo điều nào đó mà nằm ngoài và chánh đạo, mình không muốn nó cũng cánh như vậy. Dục ái, điều tiếp theo là phiền não thứ tư. Phiền não thứ tư là dục ái, là sự ham thích vui thú trong năm trần cảnh sắc thân khí vị xúc đấy, nhớ nha. Bởi vì một cái người chúng sanh trong trong đời này nó gồm có ba cấp bốn cấp, nhưng mà tôi nói trong đời thì có ba cấp, từ cấp dục giới thì phải sắc giới, thì chỉ mê thì thiền sắc sắc giới, cái cấp vô sắc giới thì chỉ mê thì ba cấp nha. Thì cấp thấp nhất ấy, là còn thích trong năm cái cảnh dục, nghĩa là còn dùng dục ái thấp kém vì người ta còn thưởng ngoại thế giới qua năm giác quan vật chất cái đấy. Nó hấp kém là bởi vì nếu mình một đứa bé đó, một đứa bé mà nó còn nó phải xài tới đất sét, nó xài tới mấy cái đồ bằng nhựa nó còn kém. Một đứa bé cái nhu cầu của nó nhiều, ăn lúc nào nó cũng phải có bánh kẹo đồ chơi, có gấu bông, cái áo quần của nó mặc cái là phải cái nón phải hình thù sao, cái áo quần của đôi giày cái dép của nó phải có kèn có đèn là minh hết. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi đó, thì mọi sự nó phải đơn giản thôi. Đấy, cũng vậy. Ở trong cái giới này mình cứ tưởng trong cái cảnh dục của mình này, mình thấy một cái người mù mà không có con mắt, mình thấy một người điếc mà không có lỗ tai, rồi giống như mình bị nghẹt mũi mình không có khả năng, có những thứ mình bị cái lưỡi mình bị đóng gì đó mình cũng mất cái vị giác, và có những người bị bại liệt cái họ còn mất cái xúc giác, vân vân. Thì mình thấy đó là cái bất hạnh. Nhưng mà thực ra đó, thì khi nào mình còn thích, nhưng mà mình lại bị khiếm khuyết một cái khiếm khuyết cái điều kiện. Mình còn thích nhưng mà mình còn thích cảnh trần nhưng mà mình lại không có điều kiện thưởng thức, thì trường hợp đó được gọi là bất hạnh, trường hợp đó được gọi là tật nguyền nha. Nhưng mà trong kinh giải thích của những cái chúng sinh mà không có màng tới, không thèm nhìn tới, không có cần tới, không có ngó tới những cái món đó thì nó lại là chuyện khác. Còn cái người muốn mà không thưởng thức được nó là chuyện khác, nhớ nha. Cho nên cái dục ái này nè, nó chính là cái sự vui thích trong năm trần cảnh. Rồi sau tiếp theo cái phiền não thứ năm, tôi biết là có nhiều người đó, có những người trong đây này họ bị một cái bệnh rất là nặng, đó là khi mình nghe người ta nói cái gì mà mình đã biết rồi đó thì mình gọi nó mình ngáp. Thứ nhất cái mình biết đủ sâu đủ rộng chưa, thứ hai là mình biết đủ sâu đủ rộng rồi nhưng mà mình có nhớ hay không nha, là bao nhớ nữa đó. Và tôi nhắc lại bữa nay đó, cái bài học về mười vị đó thì có bị phải nhớ, phải nhớ. Tại vì nó mới là tôi chỉ nhắc thoáng qua thôi nha, bởi vì đây là những cái vấn đề mà rất là quan trọng và thiết thân đối với mình.
Kỳ nữa thứ năm là sân, là sự bất mãn trong bất cứ vấn đề gì, trong hay ngoài cảnh dục. Cái định nghĩa là phải nhớ nha, sân là sự bất mãn trong bất cứ vấn đề gì, trong là ngoài cảnh dục. Mình sống trong thế giới này là mình chúng sanh nó chia, đã tôi có nói là chúng sanh chia ra ba cấp. Cấp một là chúng sanh có dục, còn thích trong năm trần, còn bất mãn này kia. Cấp hai là người kia còn thích trong thiền sắc giới nhưng mà không còn bất mãn này kia. Cấp ba là họ chán luôn cái vật chất, họ chỉ thích cái thiền vô sắc thôi. Cái chuyện nó chuyện cao quá, dùng đó là cái thế giới của mình quẩn quanh này, đó là thế giới dục. Hãy mình còn thích cái này cái kia trong năm dục đó, thì dứt khoát mình phải còn có cái sự bất mãn. Là vì sao? Là vì cái cảnh dục ấy nó luôn luôn bất tắc. Như tôi nói cái này kịp, cái cảnh thiện thì không, cảnh thiện trước sau nó nhiều màu. Bởi tôi nhớ mình tạo có cái câu thế này, nó kêu là quân tử tình như đạm thủy. Không biết ở đây có ai hiểu câu này không? Quân quân tử, cứ cái máy này, cái máy này, cái máy này, mày tôi chửi nó chứ gì. Quân tử tình như đạm thủy, cái nghĩa là cái tình cảm của quân tử nó giống như nước lọc vậy đó. Cái nghĩa là sao? Cái chai nước lọc, cái chai nước suối, cái chai nước lã, quý vị để đó 8 tháng mình đem làm đủ vẫn bình thường. Bởi vì nó quá đơn giản đi, nó cái thành phần quá chất trong đó nó không có nhiều. Đấy, trong khi đó chè cháo nó ngon thiệt đó, nhưng mà sao mình để lâu không được. Thí dụ như mình không để tủ lạnh đó, thì nó hư liền đã đọc rồi. Còn nếu mình để tủ lạnh thì nó cũng có cái chừng mực. Thí dụ như chè mà có nước cốt đi, thứ cốt dừa thì mình để tối đa là 3 ngày thôi, còn hơn nữa thì mình vẫn ráng đem ra mà hâm mà ăn đó, thì cái đó là một tay thì cầm chén chè, một tay thì cầm một chén thuốc tiêu chảy nha. Chè cháo cái gì mình có nêm nếm gia vị phụ gia, cái nó để lâu cũng được, nhưng mà cái nước lạnh, nước lã, nước trắng, nước lọc, nước suối thì là để lâu được. Tại sao? Là bởi vì nó rất là đơn giản. Cái gì nó càng đơn giản thì cái khả năng mà tồn tại nó càng lâu càng bền. Không, thí dụ như mình thấy tình cảm bạn bè thì cần lai thân giả sang, cần lai thân giả sang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ nồng nàn đắm đuối, mình thương yêu, mình chăm sóc, mình lưu tới với nhau thường quá thì thế nào nó cũng nảy sinh ra vấn đề. Đấy, hiếm bao giờ mình có cái chuyện mình lưu tới nhau mà càng tới lưu càng khánh khích lắm. Cái đó có, nhưng mà cái sự tới lưu đó phải ở một cái mức độ nào đó nhất định, chứ còn đi sâu đi sát đi xa quá thì coi chừng mình mất nhau. Bằng chứng là mình thấy tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thơ viết bình sông thuyền trôi chớ đổ, cho ngàn sao lơ lửng với ngàn xưa. Là chỗ đó đó, nó lửng 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 thì được này, mà nó đi sâu đi kỹ quá rồi nó lầu, nó xì cái vấn đề ra. Là vì sao? Là vì chỉ có thánh nhân thôi quý vị. Thánh nhân càng hiểu nhau, càng thương nhau, càng quý nhau, càng kính nhau. Còn có phàm phu tam nào như tên ấy, một đống rác, một đống rác, một bọc phân ở trong người mình đấy. Cho nên nó mà ở lâu mà cọ sát lâu ngày, nó bể, nó xì, nó rò, nó rỉ ra, làm sao mà chịu thấu. Okay. Cho nên cái gì nó chừng chừng thôi, đừng có sâu sát quá. Thì cái vui của quân tử tình với đạm thủy thì cái lòng người quân tử như nước lạnh vậy, nó đơn giản mà xài hoài được hoài nha. Khi nào ăn lô bất lô cần khỏe không? Nó khỏe lâu quá không hy lạc với sao còn nói thôi mà thôi cái gì rồi ba nha, tôi thích gì còn đem cái chuyện ông tu bà tám ra mà kể trời đất ơi, cái gì biết có nhiều khi người ta kêu con nhưng mà tôi thấy cái số con tôi sợ muốn chết luôn. Mà sẵn hôm nay tôi trao cho quý vị một cái kinh nghiệm. Ngày xưa đó, tôi ghét ai đó, tôi không có giữ số con người đó, nhưng mà đó là một trong những sai lầm lớn nhất của con người.
Đúng ra mình ghét ai là mình phải giữ cái số phone của người đó chứ, để mình chi mình biết đường mình né. Còn mà nói tôi đơn giản, tôi nói với bà này, này cái nhiều chuyện tôi giữ số phone với lại cái gì xóa. Nhưng mà tới hồi bắt kia là mình đã biết lại, mình cứ alo là coi như mình dính dính búa, ok, cứ alo là dính búa thôi. Cho nên mình càng mình hay ghét ai phải giữ số phone để mình có thể nhận diện được nhau. Mà tu hành là gì? Tu hành là cái khả năng nhận diện được đối phương. Đấy, tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nhận diện đối phương. Giống như mấy thằng cha mà Hà Nội đó, vợ anh có bồ bịch đó, chặt nói con rất này, vợ là địch, bồ là ta, chiến sự nổ ra tôi về với địch để ta. Cái câu này giống như cô nói đùa nhưng nó rất là hay, là hay chỗ nào luôn luôn có khả năng nhận diện địch và ta. Đấy, chứ còn mà so thách không nhận diện được là chỉ có trách. Đấy, cho nên là mình phải nhớ rõ cái gì, tứ niệm xứ là cái khả năng nhận diện được đối phương. Hắn lại đấy, mình ghét người ta là phải nhớ rõ cái số phone người ta để mình gặp mình biết đường mình né. Đấy, thì có những con đường mà trời đất ơi, họ sống mà mình nghĩ bụng cái người này nè mà không khổ mới lạ. À, cái đầu óc cho nó chứa toàn là cái gì mà cực kỳ rồi đuôi tiếng đầu cực kỳ khó nghĩ, em rồi nó cứ trách người này phiền người kia giận người đó, rồi đi chùa mà cứ kể những gì này gì kia mà nó trời đất ơi, mà nó quở dữ thằng. Mà tôi nói thật với mình, tôi buồn nhưng tôi coi mấy người đó giống như chim cú vậy đó. Ở ngoài đời mà trong dân gian Việt Nam ấy, cái chim cú là tiếng chim báo tang. Đấy, mà có nhiều người mà nghe cái tiếng phone họ nói tôi rầu chín xíu rồi, thì họ nói toàn là những buồn không rồi. Tôi nói chuyện họ có 3 phút rồi, à sư có nghe chuyện này chưa, rồi sư cũng nói cái ông nói không với bà đó không, mà nó toàn chuyện tào lao. Tôi nói nếu mà tôi chẳng may mà trở thành đối thủ, trở thành kẻ thù của họ là tôi chết hết. Đấy, cho nên mình sống mình bỏ bớt cái gì không cần thiết, xin cứ xem cuộc đời như khúc hát đoạn đường buồn, xin bỏ bớt cho vui. Ok, trong tuổi của mình ấy, mình bỏ bớt những cái thứ mà tào lao thương tướng thì mình mới có chỗ để mình đi shopping nhé, mình về bỏ cái mới vào. Chứ còn cái giống giả nhìn cũng trống thộn dồn nhét một đống trong đó thì chỗ đâu mà đựng cái đồ đàng hoàng thưa quý vị. Đấy, cho nên đời sống nó phải đơn giản. Tôi trở lại vấn đề sâu về dục ái, khi mình càng thích thú những cái mà không có ra gì thì mình sẽ dễ có những bất mãn. Tại vì sao? Là vì những thứ này không có gì đó là rác, mà hễ chứa rác thì nó phải bốc mùi, mà nó bốc mùi nó phải khó chịu. Rác này rác là bất trắc, là khó lường, không tin cậy được. Đấy, rác là bất trắc, khó lường, không tin cậy được. Trong khi cái nước lạnh, nước lã, đất cát thì không sao hết. Đó là những thứ mà mình có thể tin tưởng, nó không đi đâu hết. Đất cát, đá, sỏi, ok, về lâu về dài, đường dài, ngày năm dài tháng rộng, không có chuyện gì hết. Nhưng mà những cái thứ mà nó dễ bốc mùi, mình giữ đó, nó có vấn đề. Ok, cho nên dục ái là niềm đam mê thích thú, hào hứng hứng khởi tha thiết trong năm trần cảnh rất là trẻ con. Còn sau nó nghe thì nó thứ năm, nó chính là cái sự bất mãn, nó cũng là một thứ cảm giác rất là trẻ con này. Còn hờn giận là còn trẻ con, chưa có chín chắn, chưa có trưởng thành, chưa có đạt được cái mức là chứng minh. Bởi vì một cái người có giáo dục, một người có văn hóa, họ sẽ ít bất mãn hơn là cái người mà thiếu thiếu hàm dưỡng. Tôi nói thiếu giáo dục thiếu quá là nặng quá, thôi tôi sửa lại chỉ thiếu hàm dưỡng. À, một cái dân tộc, tôi ví dụ thôi, ví dụ dân Thụy Sĩ, dân Bắc Âu, mỗi lần họ nó mát mẻ lắm. Tôi không có chửi dân tộc của tôi nha, tôi nói rõ nha, nhưng mà cái đường hướng giáo dục của mình nó khác người ta. Cái đường hướng giáo dục của mình là không nặng đến sự hàm dưỡng tinh thần cho người trẻ, mà khởi đầu là từ trẻ con. Mình không dạy nó khả năng kiên nhẫn, không dạy cho nó khả năng sống vị tha, mình không dạy cho nó cái khả năng chịu đựng. Cho nên khi nó như cầu đời, khi nó căng không cũng được, nó thiếu kỳ kiên nhẫn thì nó trở nên dễ bực dọc. Chứ nó không có lòng vị tha, nó không nghĩ tới ai hết thì nó cũng dễ bực dọc. Cho nên cái hàm dưỡng này là gì? Hàm dưỡng này tức nghĩa là ta nói là tu tâm dưỡng tánh á. Cái nó có cái hàm dưỡng này thì cái người mà thiếu hàm dưỡng là cái người nó thấp tụng lên và dễ bất mãn. Còn cái người có hàm dưỡng, có tu dưỡng thì cái thích của họ nó đơn giản, và cái ghét cái bực của họ cũng đơn giản. Đấy,
Đấy là tôi đang nói dưới này, tôi khen sếp này kỳ. Chứ cái người sếp này họ dễ thương lắm. Cái gì biết, thí dụ như mình nói người tiến sĩ đó, họ kỹ lắm, họ xài kỹ lắm. Đồ đạc họ xài rất là kỹ. Ví dụ như là cái nồi cơm điện, dĩ nhiên họ không ăn cơm mà ăn, họ hấp cái gì mình không biết. Hoặc là cái nồi cái gì, cái máy pha cà phê, họ xài kỹ lắm. Họ ngao, họ làm rồi, họ rửa rồi, họ sợ trầy, sợ xước. Nếu mình không biết thì mình sẽ trách họ tại sao mà coi nặng vật chất cũng phải. Nếu mình biết thêm chuyện mình thấy mình thương quý họ, họ chủ trương là phải xài kỹ như vậy đó, để cái người sau mình á mà họ có xài họ cũng không khó chịu, dễ sợ chưa. Đó là một cái tinh thần mà tôi thiết là tôi quý quá sức quý. Họ có thể cho mình á một chiếc xe, chiếc xe hơi cũ, nhưng mà trước khi họ cho mình khó chịu, mình thấy họ cứ gìn giữ nó, họ chăm sóc mình cứ sợ, mình nghĩ là cho họ sợ nó trầy xước, không phải tắm gì đó. Họ có thể cho mình chiếc xe cũ, ở đây đến cái máy cà phê, thì họ xài rất là kỹ để chi, để lỡ mai này đó, này lỡ mai này mà có cái gì đó, lỡ cái tay người khác họ cũng xài được. Đó là tôi nhớ đó, một cái chuyện tình rất là đẹp. Có một cô gái đó người xuống mà vực thẳm rồi, cái nói chung chỗ nguy hiểm, có một cái đó hoa đẹp lắm, thì có mấy nũng nịu nói cái bông đẹp đó, anh hái cho em đi. Thì mà tôi nghe dùng dồn thấy chỗ nó vô quá, tráng sĩ một đi thì khó trở về đại cả. Thì anh thấy em xong rồi cái thôi vô lắm, anh thấy chỗ nó nguy hiểm treo leo, để anh đi về phố mua cho em 20 cái hoa. Đàn bà mà đâu cũng được, dành dành vô lắm. Coi như là tối hôm đó là coi như là sắp cái hố ra ngoài bên đây, nó kêu là sofa, cái nó kêu là cái gì tôi quên cha, à cái salon, ra ngoài salon đâu không nhìn mình mặt ăn tối là coi như là phần nghe mới ăn, phần nghe mới rồi nghe mới dọn rồi mới rửa. Ngủ nguyên một sáng sau điểm tâm thì phần nghe mới lo dẫn 2 ngày như vậy. Thì đến ngày thứ ba cũng mở cửa ra, cô thấy trên bàn có một phần ăn điểm tâm để trình sẵn cho cô và một tờ giấy như cái mấy chữ thôi. Hôm đó có lẽ là anh có thể hái hoa đó cho em, nhưng mà nếu mà cái bề gì cái tay anh trầy xước thì còn cái cảnh tay nào để hái hoa cho em vào những dịp khác. Nếu mà nó cái chân anh mà bị bề gì đó thì còn cái chân nào để cõng em đi khắp đường đời quãng đời còn lại. Nếu mà không biết cái mạng không có bề gì đó, chỉ vì cái hoa nhỏ đó, thì làm sao còn cái mạng nó tìm hàng ngàn đó hoa khác để cho em và còn ăn đi với em trong suốt cái quãng đời còn lại. Đó là lý do vì sao hôm đó anh không có hái hoa. Anh nói là em hiểu, nhưng mà đến bây giờ em vẫn một mực ngoan cố kiên trì như vậy thì thôi. Nếu mà đọc lá thư này mà thấy anh nói đúng thì mở cửa ra. Tôi đọc nó cũng chảy nước mắt. Tôi mở cửa ra. Hôm đó anh nghĩ là anh đang một bó hoa to mừng đứng trước cửa nhà. Anh biết vào giờ đó cô sẽ thức dậy, cô sẽ đọc được đó. Và cơ hội cô đã dành dẫm một cơ hội đó là cô mở cửa thấy anh âm, anh đang bó hoa đứng trước. Thì trong đời sống là cũng vậy, có nhiều khi mình đòi hỏi nhiều quá, mình đòi hỏi đối phương nhiều quá, nhưng mà mình tại sao mình không nghĩ rằng là mình đã chừa đâu nhau còn nhiều thứ khác còn hay hơn, còn nhiều hơn nữa. Đòi hỏi nhiều quá đó thì mình quên đi những thứ hay khác, thưa quý vị. Cho nên người có hàm dưỡng là người biết biết kiên nhẫn, biết độ lượng, biết suy nghĩ. Thì cái người không có không có hàm dưỡng và không có khả năng này đâu. Và một vị phạm thiên là cái người sống ít rắc rối, cho nên họ có nhiều thời gian họ suy tư, và đó là lý do tại sao họ yêu thương cuộc đời nhiều hơn. Cho nên trong kinh nói rằng phạm thiên là biểu tượng của từ bi là vậy đó. Về phần họ không có nhiều lắm, cho nên họ có quyền dành nhiều thời giờ cho người khác. Tuy là họ thích họ hành thiền định đúng, nhưng mà khi họ nhìn về cuộc đời đó, họ không còn nhiều cái ác cảm, không còn nhiều cái thành kiến nữa, thì tự nhiên họ được an lạc thôi. Mà khi mình được an lạc thì tự người khác là mình nhìn người khác cũng cảm thấy dễ thương hơn. Cho nên tu tập có nghĩa là mình bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt những gì không có cần thiết, thì tự nhiên những cái nó còn lại nó toàn là những cái cần thiết. Thì mình bỏ cái thành kiến thì nó còn là cái gì, cái thông cảm,
nó còn lại cái sự thấu suốt này. Còn mình bỏ đi cái ác cảm đó, thì mình còn lại yêu thương, còn lại sự chia sẻ đấy. Cho nên thân kiến huệ như giới tâm thủ là cái gốc của thiền đạo, gốc luân hồi. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái dục ái và sân, tôi đã dùng này rồi, đó là cái điểm nổi bật của người giới thích trong năm dục của bất mãn luôn là la các trẻ con. Còn cái sắc ái là thích trong năm cái trong thích trong cái tầng thiền sắc nha, thích được hưởng an lạc của thiền sắc, thích được sanh về cõi sắc thì đó được gọi là sắc ái. Vô sắc ái cũng vậy, vô sắc ái là thích được an lạc trong cái thiền vô sắc, thích lìa bỏ thì đó được gọi là vô sắc ái. Còn ngã mạn là sự so sánh hơn bằng thua, tôi thua người ta, tôi hơn người ta, tôi bằng người ta, mà tôi ngã mạn nó có lúc mình so sánh đúng, lúc mình so sánh sai, tôi nói vắn đắt thôi. Còn cái phóng dật, tức là tâm nó không có yên trụ, không có yên trụ vào một điểm, lăn xăng xăng xăng, cái này quý vị biết rồi. Còn cái vô minh nó có nghĩa là cái sự không có biết rõ bốn đế, không có biết rõ cái gì nên cái gì không nên, không có biết rõ cái gì là thiện ác phải quấy, thì đã được gọi là mười thứ thiền đạo nha. Thì cái vị sở dĩ tôi quay lại mười thứ thiền đạo là bởi vì mình thấy trong câu kệ Đức Phật ấy, và trong câu kệ của cái vị trời đó thì đều có nhắc đến mười thứ thiền đạo. Thì bữa nay đó, tôi giảng ông bài thôi tôi mệt rồi nha, vì tôi mệt rồi, thì tôi chỉ nhắc với một chuyện đó là cái bài kệ này, cái vị trời đó nhắc đến cái chuyện là mình muốn tu hành cho tới nay là phải có thiền định để mà trấn áp năm năm triền cái, trấn áp và dục ái, tức là mình đang mê trong năm dục. Thì Đức Phật thấy như vậy đó, thì cái này nói đúng, cái này nói theo cái tâm, cái điều tâm đắc của mình, nó theo cái trình độ của mình thì đúng. Nhưng Đức Phật này muốn nâng cao cái này lên một chút, muốn nâng cao cái nhận thức của mình này. Và Đức Phật này cũng nhân nói, người biết rằng đại chúng sau này, đời sau kiếp khác sẽ được nghe và biết những bài kệ này, cho nên là chưa này thì nghe như vậy này mới sửa lại cho nó chuẩn hơn. Người ta nói rằng đó, cái sự mà lìa bỏ mà bằng năm năm bằng thiền định á, thì nó chưa tới cái thầy trò hai người hiểu đó thôi, rồi tôi chú giải bây giờ là tôi ghi lại cho mình biết, chứ thật ra thì mình đâu có nghĩ được, mình đâu có ngờ bị trời nghĩ như vậy. Thì cái ngụ ý của Đức Phật là cái sự trấn áp năm, sự trấn áp dục ái bằng thiền định nó chưa tới đâu đâu, nó rất là tạm bợ, nó rất là ngắn hạn, mà phải là cái sự lìa bỏ thân kiến tối thiểu là sơ đạo thì nó mới chắc ăn nha, nó mới chắc ăn. Cái câu cái bài kệ này gợi ý cho mình điều trong thứ nhất, lìa bỏ dục ái mà còn dướng mấy cái kia đó, thì cái sự lìa bỏ nó cũng chỉ là nhất thời thôi. Dướng một dục ái, dướng bỏ dục mà dướng một cái sắc và vô sắc ấy là sự lìa bỏ nhất thời. Thứ hai, mình muốn nói chuyện đó là cái gốc của luân hồi đó chính là thân kiến. Cái gốc của luân hồi là thân kiến, là cái sự chấp ngã trong cái năm uẩn. Và sau cùng ngày nhắn gửi một bức diện mà mình có lẽ khó ngờ, đó là ngày dạy bất cứ vấn đề gì phải tới ngày tự chốt tại bất cứ vấn đề gì phải tới ngày tự chốt, chứ còn mình nói chừng nguyện thì nó sản được đấy. Cái ngụ ý là gì, tức là ông đi ông chỉ mới nửa đường thôi, thì ngày mình đi suốt cái phần còn lại như vậy này, thì suốt rồi thì tại sao quý vị có thể thắc mắc, tôi thắc mắc là ủa tại sao tôi tại sao Đức Phật này thì chỉ nói không biết mà nói sao không, vì cái sức của cái vị mà trời này tới đây thôi, nói sao ông nghe ông nói. Mà cái điều quan trọng nữa là sao, một người mà giải quyết được thân kiến thì coi như cái quãng đường còn lại tự đi không cần thầy bà nữa. Cái câu này câu quan trọng, quý vị biết cần nên ghi câu này: một người đã giải quyết xong cái thân kiến thì cái quãng đời quãng đường còn lại đó tuyệt đối không thành vấn đề đấy. Cái là tự không đi, giống như nước ấy, mà nó còn trên trời, nó còn trên mây ấy, thì mình biết nó rơi về đâu đấy. Nó rơi thì mái nhà đó thì nó mình cũng đã biết nó đi về đâu rồi, nhưng mình chưa chắc lắm, bởi vì nó có thể nó đổ vào phía này, nó đổ vào phía kia của mái nhà. Nhưng mà nếu từ đâu vô cái mắng sói rồi đó, không biết trong đêm, trong đêm ai biết mắng sói không ta, cái mắng sói, cái mắng sói là cái định nghĩa mà hay nhất là mắng sói, có nghĩa là cái mắng sói thôi, chứ còn tôi không biết mắng sói là cái gì nữa. Nó khổ vậy đó, chân lý là nó hạn chế ngôn ngữ, mình ngồi mình dòng dưới bộ ngầu đó thì nó tới quán, tôi nhớ
có thằng cha nó đã đi Ý, mình chứ không biết tiếng Ý, để đưa nhà nghề để muốn ăn nấm, muốn nấm Ý nấm nhiều, nấm ngon, họ sợ có biến chế nhiều món ngon lắm. Thì ảnh nấm mình biết tiếng Ý kêu gì, bầu bàn đến ra dấu mình tự giấy chưa biết, thì anh mới vẽ vẽ cái nấm cho ông bồi một lát sau mở trong quán, trong đó như đang sắp theo cái dù cái tưởng tượng đã không biết ngoại ngữ còn vẽ xấu nữa, ông vẽ làm sao nó bằng thằng bồi nó nó trong nó ra sắp cái dù đưa cho ông đấy, có nghĩa là cái chân lý là gì, cái chân lý mà mình diễn dịch mình sai nó còn rối nữa, nó càng càng diễn dịch thì nó càng rối. Cho nên nếu ai nó hỏi tôi mắng xối là cái gì thì tôi suy nghĩ và hỏi tôi sẽ nói mắng xối là cái mắng xối này. Vậy có nhiều khi mình càng diễn tả nó càng dựng cái sự hiểu lầm này. Cho nên là hôm nay là tôi giảng một bài này thôi nha, giảng một bài này, giảng một bài này mệt rồi, 6 rưỡi rồi. Xin hẹn quý vị ngày mai, ngày chúc quý vị một ngày rất là vui, nhưng mà bao nhiêu là đã mệt rồi nha, bao nhiêu là đã mệt lắm rồi. Nhưng mà khoan có gì nữa. Rồi xin hẹn bà con ngày mai ăn ít mang dây, mà nhớ là mang đọc kỹ cho tôi là 10 cái định nghĩa của vì não, tôi năn nỉ van xin cầu cảnh quý vị mà quên cái này rồi nó sẽ khổ dài dài suốt cuộc đời luôn, tại vì mình tu mà không biết người não là mình tu mình tự cái gì. Ok bye.